Thực ra đó, tất cả những cái này nó đều đang vận hành cuộc sống của chúng ta. Bởi vì năng lượng nó vẫn bộc lộ trong sự sống của chúng ta liên tục. Ví dụ như cái tầng năng lượng dĩ thái thì nó sẽ cho chúng ta biết rằng chúng ta có năng động hay không, chúng ta có sẵn sàng hành động hay không. Nếu như mà một ngày chúng ta tỉnh dậy, chúng ta cảm thấy rằng mình ra khỏi giường, thân thể mình phơi phới, sẵn sàng lăn xả thực hiện những cái hoạt động sống ngày hôm nay, cái đó thể hiện rất rõ là năng lượng dĩ thái của em làm việc hài hòa, tích cực. Năng lượng ở thể cảm dục nó sẽ biểu hiện thông qua các cảm xúc của chúng ta. Nếu chúng ta có những cái cảm xúc yêu đời, yêu người, tự do, thư thái, nhẹ nhàng thì chắc chắn năng lượng cảm xúc đó nó sẽ khiến cho chúng ta thấy một ngày tuyệt vời, có nhiều niềm vui bay bổng. Cảm xúc đó kết hợp với năng lượng dĩ thái thì chúng ta không chỉ là vận động trên cơ thể mà bên trong chúng ta, cảm xúc của chúng ta cũng vô cùng tuyệt vời. Năng lượng để trí tuệ đó thể hiện qua hôm nay chúng ta suy nghĩ cái gì, chúng ta nhận thức về cái gì, hiểu biết về cái gì. Tất cả những cái suy nghĩ, những cái nhận thức diễn ra bên trong chúng ta mỗi ngày là nó bộc lộ của cái năng lượng trí tuệ đó. Ba cái này nó đều vận hành, liên kết, đều hợp tác lại để tạo ra một cái sự sống hoàn chỉnh. Nhiệm vụ của chúng ta mỗi ngày tỉnh dậy muốn kiểm tra năng lượng của mình hả? Thân thể của tôi lúc này như thế nào? Cảm xúc của tôi đang diễn ra như thế nào? Tôi đang suy nghĩ gì trong đầu của mình? Và những cái từ mà em trả lời cho cái thế nào đó cho em biết năng lượng của em ra sao. Với những cái câu hỏi đó, khi chúng ta có đáp án thì chúng ta sẽ hiểu được năng lượng của mình cũng như là những cái biểu hiện của năng lượng đó trên cơ thể.